các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Phụ Kiện Ba Miền. Video này thì mình sẽ chỉ các bạn là cái cách active iPhone mới hoặc là active cái iPhone sau khi reset, khôi phục cài đặt gốc hoặc là cái iPhone sau khi restore bằng máy tính như thế nào. Active iPhone máy lock hay máy quốc tế gì cũng giống nhau. Bây giờ ở đây cái máy của mình bây giờ là một cái máy mới chưa active, ví dụ chưa active đi. Bây giờ mình muốn active sao thì các bạn làm theo hướng dẫn như vậy. Bấm nút home này. Đầu tiên là mình sẽ chọn ngôn ngữ. Ở đây mình chọn tiếng Anh hay tiếng Việt thì cũng được. Ở đây ví dụ mình chọn tiếng Việt đi. Tiếp theo mình sẽ chọn quốc gia, vùng miền. Tất nhiên là chọn Việt Nam mà. Rồi, sau khi chọn quốc gia rồi thì mấy cái thiết lập này trên iOS 11, 12 hoặc cao hơn. Ở đây mình sẽ chọn thiết lập thủ công. Mình sẽ kết nối Wi-Fi này. Phụ kiện Ba Miền. Rồi, sau khi kết nối Wi-Fi vô thì mình sẽ chọn tiếp theo. Đó, nó sẽ tự động kích hoạt cái iPhone của mình. Tới bước này nó hỏi dữ liệu và quyền riêng tư, bấm tiếp tục thiết lập tốt ID. Ví dụ mình sẽ thêm thiết lập đây, muốn thiết lập sau cũng được, muốn tiếp tục cũng được, mình sẽ chọn tiếp tục. Mình cài dấu vân tay. Rồi, tiếp tục xác nhận lại. Rồi, hoàn thành. Mình đặt mật khẩu hay không? Mật khẩu dự phòng, ví dụ mình đặt 000 đi. Đó. Sau khi đặt mật khẩu xong thì mình sẽ qua bước tiếp theo. Ứng dụng và dữ liệu. Apple sẽ hỏi là khôi phục, có khôi phục tài khoản từ iCloud sao lưu hay không, từ iTunes, chuyển dữ liệu từ Android hay sao. Mình sẽ chọn thiết lập như iPhone mới, tại vì mình không cần thiết mấy đó. Bước này đó sẽ hỏi là có tài khoản Apple chưa, mình bấm đã quên hoặc là không có đi, chuyển qua thiết lập sau. ID này mình thiết lập sau đi. Tiếp theo không sử dụng. Rồi, các điều khoản của Apple bấm đồng ý. Rồi, cài đặt nhanh, tiếp tục luôn cập nhật iPhone, ok luôn. Cái iMac với FaceTime bấm tiếp tục hoặc để sau gì cũng được, bấm tiếp tục đi. Rồi, tiếp tục chia sẻ ứng dụng với nhà phát triển, tiếp tục. Đây, tiếp. Rồi, cuối cùng đã xong. Chào mừng bạn đến với iPhone, bắt đầu. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành xong kích hoạt iPhone, active iPhone mới hoặc là iPhone sau khi restore, reset, chạy chương trình. Rồi, video xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.